Giá dầu thế giới tiếp tục chịu áp lực suy giảm khi thị trường đón nhận hàng loạt thông tin kém tích cực. Đáng chú ý, giá dầu thô WTI lần đầu tiên rớt xuống dưới ngưỡng 74 đô trên một thùng sau hơn 4 tháng. Giá dầu giảm khi các nhà đầu tư lo ngại rằng quyết định cắt giảm sản lượng của OPEC cộng có thể ảnh hưởng tới nguồn cung dầu vào cuối năm trong khi tăng trưởng nhu cầu dầu đang chậm lại. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh OPEC cộng hôm Chủ nhật vừa rồi đã đồng ý gia hạn hầu hết các đợt cắt giảm sản lượng dầu sang năm sau và kéo dài mức cắt giảm tự nguyện 2,2 triệu thùng một ngày của 8 thành viên trong nhóm thêm 3 tháng nữa cho đến cuối tháng 9 năm 2024. Sau đó thì sẽ nâng dần sản lượng trở lại trong vòng 12 tháng, từ tháng 10 năm 2024 đến tháng 9 năm 2025. Các nhà phân tích tại Goldman Sachs cho biết kết quả này là tiêu cực đối với giá dầu vì việc loại bỏ dần việc cắt giảm tự nguyện sẽ cho thấy một số quốc gia có mong muốn mạnh mẽ về việc khôi phục sản lượng khai thác khi phần công suất dư thừa đang ở mức lớn. Đồng thời thì các quốc gia cũng muốn gia tăng nguồn thu khi giá dầu thô đang neo cao. Trên biểu đồ ngày, xuống hiện tại của dầu đang là xuống downtrend, giá di chuyển trong kênh giảm giá song song với cấu trúc đỉnh đáy thấp dần và nằm hoàn toàn dưới các đường MA. Hôm qua, dầu đã hình thành một cây nến giảm với thân nến tương đối là lớn và gần như không có bóng nến dưới, đâm thủng dải dưới của Bollinger Band, cho thấy áp lực bán đang áp đảo thị trường, phe bán đang chiếm quyền kiểm soát thị trường. Bệ đỡ gần nhất cho dầu là cạnh dưới của kênh giảm giá song song, án ngữ quanh khu vực 73 đô. Nếu như xuyên thủng vùng hỗ trợ này, dầu có thể mở rộng đà giảm xuống vùng hỗ trợ liền kề ở quanh ngưỡng 71.5, 71.8 đô. Trên biểu đồ H4, xuống hiện tại cũng đang là xuống giảm đồng thuận với khung ngày. Histogram âm, RSI đang hướng xuống dưới vùng siêu bán rồi, cho thấy trạng thái bán quá mức. Dự báo giá dầu có thể xuất hiện nhịp phục hồi trong ngắn hạn. Trên biểu đồ H1, chỉ số sức mạnh tương đối RSI đã rơi xuống dưới vùng siêu bán. Khả năng là giá dầu sẽ giảm thêm một nhịp, test lại cạnh dưới của kênh giá, ở quanh ngưỡng 72.9, 73.1. Các nhà đầu tư có thể cân nhắc kênh mua nhỏ thăm dò lên với dầu nếu dầu tiếp cận vùng hỗ trợ này và xuất hiện các tín hiệu đảo chiều. Với kỳ vọng dầu sẽ hồi lên lại MA20, án ngữ quanh khu vực 75 đến 75.2 đô. Nếu dầu tiếp cận vùng kháng cự này và xuất hiện các tín hiệu từ chối giá, các nhà đầu tư có thể cân nhắc canh bán xuống với dầu. Trong trường hợp dầu xuyên thủng vùng hỗ trợ ở quanh ngưỡng 73 đô, các nhà đầu tư có thể cân nhắc canh mua lại khi dầu tiếp cận vùng hỗ trợ liền kề ở quanh ngưỡng 71.5 đến 71.8 đô. Tổng kết lại chiến lược giao dịch dầu trong ngày hôm nay, kênh mua nhỏ thăm dò quanh khu vực 72.9 đến 73.1, dừng lỗ ngắn dưới mức 72.5, hoặc kênh mua chính quanh khu vực 71.5 đến 71.8, dừng lỗ dưới mức 71 đô, hoặc kênh bán dầu quanh khu vực 75 đến 75.2, dừng lỗ trên mức 76 đô. Các chiến lược scalping trong ngày mình sẽ báo cho mọi người ở trên nhóm VIP nhé. Mình xin dừng video nhận định xuống giá dầu ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thích video này thì hãy ủng hộ mình bằng cách like video và chia sẻ nó cho những ai đang cần. Hãy subscribe kênh YouTube Easy Signal để cập nhật thêm những video kiến thức cực kỳ giá trị về thị trường. Và nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý gì cho video của bên mình thì các bạn hãy để lại bình luận ở phía dưới cho mình nhé. Chúc mọi người có một ngày giao dịch thành công và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video nhận định xuống giá dầu tiếp theo.